chế thì nó thích thế làm gì cái đấy. Tương thẳng cái chày này đâu anh. Anh bao ba lại ơn anh chát làm mà đèo ấy. Anh thử hả? Làm sao? Ăn bao nhiêu? Ít. Cầm một. Nào, ít nói thì nhiều. Mình đừng ra nha. Xong rồi. Đã lát rồi. Đây là một nò đây. Ừ? Một nò đây. Đi. Này chỗ này á? Không, em chỉ làm một lọ riêng trong cho anh, còn lại 4-5 lọ kia thì nó phải có màu đẹp đẹp. Phải ăn cả nước mà. Anh ấy đi ăn ở đâu đâu, người cũng thế, người ta cũng phải làm. Anh thấy giá em đã ngửi mùi thơm. Chẳng ngon. Cá nó phải trong đẹp. Phân miếng. Đem rổ ớt rổ tỏi. Bỏ hạt nhé. Em bỏ đâu? Tỏi Thái Lan mỏng. Nên làm cái gì ấy? Thái gì đấy? Ui, thái dày đấy. Dày. Dày không ngon đâu. Thái ngon thì thôi. Em thấy dễ, người ta ăn thái bài mình. Dày cái mỏng cho mình. Anh ngồi bên này này, anh nhìn nó bên đường ra anh bắt này. Từng ngày qua phố áo em được cả đường giết anh nhé. Anh muốn gì anh có thử không? Xem cổ anh dành hay sao không sao? Bồi bì xanh như khung hà. Thôi hát đã dở. Em nói ít thôi. Mà ít nói thì nhiều. Tỏi này ăn tốt lắm. Anh có muốn làm tỏi ngâm giấm không? Cái củ á. Thái mỏng này. Được, ngon. Bà vui mua này kiểu gì cũng vậy đấy. Cũng mua mang về làm ớt đấy. Ăn bún phở có mang ớt này. Tỏi không được. Không có mang lên bà mới làm. Tỏi không. Này là ăn một củ tỏi này. Giúp tiêu hóa tốt. Đảm lắm á. Nó cứ ăn cái. Quả mỗi bữa nó đem cả một củ ra. Thằng này lắm tiền này nó sợ chết. Này sống lâu lắm, sống dài.
Mà hình như tỏi này ai mà bị sang một dạ dày là không đựng lên ăn nó nóng ấy. Tỏi này là nóng trong ấm thịnh ấm. Dao này dày đỡ sợ đứt tay. Dao kia mỏng. Đấy, nguy hiểm. Em biết là kiểu gì đây nè. Đây. Sâm này mà à lấy cái gì ấy. Cái đầu anh đứt ra. Nhìn ra đứt tay đấy, em lại chém cụt nốt đi. Này được mấy lọ đấy, lọ ôi 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 ôi